Chào quý vị đã quay trở lại với các món chay ngon dễ làm từ kênh Quỳnh Phương Món Ngon Tại Nhà. Cảm ơn quý vị luôn ủng hộ Quỳnh Phương nha. Này tiếp tục với các món chay ngon dễ làm thì Quỳnh Phương có món gà chiên nước mắm chay, rồi cái tên cho vui vui miệng hả quý vị. Đó, cái món này thì Quỳnh Phương làm từ sườn non chay, đó, giòn giòn thơm thơm, nước mắm chay rất là hấp dẫn luôn. Cách làm thì khá là đơn giản, dễ làm ha. Mình làm nhâm nhi trong mấy bữa Tết cũng rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ Quỳnh Phương mời quý vị cùng vào bếp. Để làm cái món này á, thì Quỳnh Phương chuẩn bị 5 miếng sườn non chay nè. Sườn non chay ở dạng khô, để chế biến mình làm ăn á, thì mình phải đi ngâm với nước trước. Mình ngâm trước khoảng 30 phút á quý vị, nhớ là ngâm ngập hết nước cho phần sườn non chay mềm ngon. Trong lúc mà ngâm sườn non chay thì mình chuẩn bị ở đây một ít dừa nạo, cái này khoảng hơn 100g xíu à. Nó khoảng 100-200g thì cũng được, cho ít nước ấm á cho vào để mình lấy nước cốt. Rồi, cũng tranh thủ mình để đây chút xíu đi, giống như là mình để cho nó ngâm cho nước nóng á, đang lát mình lấy cái phần nước cốt của dừa nè. Rồi giờ Quỳnh Phương để đây một xíu nha. Tiếp theo thì quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương 3 cọng sả, một cọng dài dài khoảng 2 tấc vậy đó. Đó thì mình cắt làm hai. Đây, được 6 cọng nha. Để nó qua bên đi. Tiếp theo là chuẩn bị thêm vài củ hành tím. Nếu mình không dùng hành tím á thì quý vị có thể dùng bơ rô cũng được, thì mình ăn chay theo mục đích gì thì mình sẽ dùng cho nó phù hợp với gia đình mình, giúp Quỳnh Phương ha. Rồi giờ băm cho nó nhuyễn ra. Rồi nhuyễn gì là được rồi đó, Quỳnh Phương thấy được được rồi. Giờ lấy để qua một bên. Tiếp theo nữa là quý vị chuẩn bị cho Quỳnh Phương một trái ớt. Ớt này không cay, ớt sừng á, Quỳnh Phương sử dụng nửa trái ớt sừng. Còn thích cay thì mình xài loại ớt đỏ đỏ, trái nhỏ nhỏ quý vị, nó loại nó cay hơn. Rồi băm nhuyễn luôn, để nó qua bên. Quay lại với cái phần nước cốt dừa. Đó, giờ Quỳnh Phương sẽ dắt cái phần nước cốt dừa. Dắt hết lấy cái cốt thì khoảng một chén nước mắm á. Một chén ha. Chén nước mắm to to nha. Rồi, cho thêm bột năng vô nè. Quỳnh Phương sẽ cho vô khoảng 3 muỗng bột năng. Muỗng này là muỗng canh nha. Giờ mình quậy cho nó tan cái phần bột này ra. Sau đó thì mình để cho bột nghỉ một xíu. Thì khoảng 30 phút thì cái phần này đã nở rồi nè. Là mình làm trước á, mình ngâm trước á. Nó khoảng 30 phút nó nở mềm rồi. Kiểm tra cái miếng sườn non nó mềm đều hết là được. Thì mình mới bắt đầu mình dắt cho nó khô hết cái phần nước. Đó, vậy đó. Sau đó thì đem ra để vô dĩa thôi. Đó, bây giờ mình sẽ tách cái phần sườn non chay để mình lát mình cuộn cái đùi gà chay đó quý vị. Đó, tách lớp mỏng mỏng nè. Nếu bạn nào khéo tách lớp giỏi á thì mình tách từ từ luôn, khỏi dùng cái dao cũng được. Chủ yếu là tách làm sao cho thành cái lớp mỏng trước. Đó, làm nhẹ nhẹ từ từ đó để tránh nó bị gách, nó bị vỡ ra. Rồi, tách được một lớp xong, còn lớp dày mình tách ngược lại. Đó, tách làm sao cho nó được một miếng mỏng mà nó dài dài đó. Nó tách nhẹ 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 đảo ngược lại cho dễ tách đó quý vị. Rồi, giờ Quỳnh Phương đảo lại một cái nha. Cũng giống như vậy. Tách nhẹ nhẹ từ từ vậy đó. Rồi, mình cũng cuối cùng thì cũng đã gần xong nha, chứ cũng chưa có xong. Tách từ từ, này tách không cẩn thận là nó dễ bị rách á. Rồi, cũng gần xong rồi nè.
Đó, khi hoàn thành nó sẽ được miếng gì nè quý vị, miếng dài ha, các miếng còn lại thì Quỳnh Phương cũng tách giống vậy luôn. Giờ quậy vô đây một xíu muối trong cái phần nước cốt nè, nó bắt cái nồi lên, nó cho nó sôi lên, thầy quậy nhớ là quậy liên tục nha. Nó được hỗn hợp kẹo nè, cái này nó hơi đặc nhiều rồi đó, để nó hơi hơi đặc đặc là được rồi đó, bắt xuống là được rồi. Quỳnh Phương làm nó hơi đặc nhiều á. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu chét cái phần bột này lên đó, mình có thể làm hơi lỏng lỏng một xíu dễ chét hơn. Bình Phương nãy để lửa nó hơi lớn á nên nó hơi kẹo rồi. Rồi nó cứ vậy mình phủ một lớp bột mỏng lên cái phần sườn non chay, lát mỏng á, rồi bắt đầu cuộn cái phần này vô, nó cuộn cộng sả chính giữa. Có thể mình cố lát Quỳnh Phương cố định bằng cây tăm ha, cố định cho nó đừng có bị bung ra nhiều quá. Nó cứ vậy thì mình sẽ cuộn những cái miếng còn lại đó, mình canh để mình chia cái phần bột ra cho nó đều đều đó, để tránh cái này nhiều quá cái ít quá. Rồi như vậy thì mình sẽ phủ đều hết một lớp bột, các bạn cán chán càng đều thì nó càng hấp dẫn nha. Nó rồi cuộn này đó, mình cuộn từ từ mà nhớ là cuộn chắc chắc tay xíu, nhưng mà cũng đừng có mạnh quá nó sẽ gách cái miếng sườn non cũng không im. Rồi cứ vậy mình sẽ cố định lại bằng mấy cái tăm tre để ra dĩa đi. Cái này được 5 ha, đó, 5 cái đùi gà chay. Xong rồi giờ Quỳnh Phương cho dầu vô bắt đầu chiên. Dầu nó vừa lên tim sôi nè, nó nóng lên tim nhỏ nhỏ vậy nè. Đó là Quỳnh Phương cho cái phần đùi gà chay vô mình chiên liền. Rồi, bắt đầu chiên từ từ vậy đó. Lát nó giòn lên hấp dẫn lắm. Đảo qua đảo lại. Đó. Mình chút xíu mình chiên xong là mình có thể đem mấy cái tâm này ra được rồi đó. Nên Quỳnh Phương sợ nó bung á, nên mình cố định bằng tâm một xíu. Đó, nó vàng ươm rồi nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Rồi, giờ sẽ đem nó ra nha. À, mà để cho nó vàng vàng hơn xíu nữa đi. Nhìn cũng hấp dẫn quý vị, ở trong béo béo thơm thơm đó. Rồi giờ đem ra để vô cái rổ nè, hoặc là lót cái giấy thấm dầu dưới chú Bình Phương ha, để cho cái phần đùi gà chay này nó sẽ chảy bớt dầu quá. Được 5 cái đùi gà chay. Rồi bắt đầu mình làm cái phần sốt nước mắm, cho cái phần hành tím với ớt vô. Nãy cái chảo nãy mình chừa lại xíu dầu thôi, chảo còn nóng rồi Quỳnh Phương tắt bếp rồi đó, để vô phi cái phần hành tím với ớt một xíu, rồi cho đường vô nè, cho 2 muỗng đường lưng lưng vậy đó. Mình ăn ngọt nhất ít ngọt nhiều, lát mình gia giảm đường đó, nhớ là hạ lửa nhỏ xuống rồi mới cho gia vị nha. 2 muỗng đường, 3 muỗng nước. Tiếp theo là nước mắm. Này là nước mắm chay nha quý vị, 3 muỗng nước mắm chay. Rồi tiếp theo là 1 muỗng hạt nêm, ai thích tương ớt thì có thể cho xíu tương ớt vô cũng được. Nãy Quỳnh Phương có để ớt băm mà nên giờ khỏi tương ớt đi. Rồi quậy đều lên cho hỗn hợp để sôi lên tim chút xíu nữa là mình nêm nếm lại một cái coi nó vừa ăn với cái vừa khẩu vị mình chưa. Nó vừa khẩu vị rồi bắt đầu mình cho cái phần gà chiên chay nãy nè, nó còn mấy cái tâm nè, đảo đảo hơi khó ha, giờ nó đã định hình rồi, giờ Quỳnh Phương rút cái mấy cái tâm nó ra được rồi. Rồi đảo qua đảo lại cho nó phủ đều, cho vào từng cái gì nè, mình phủ hết cái phần sốt này vô cái miếng gà chay nha, cho nó đều hết quý vị. Đây là thành phẩm nè, Quỳnh Phương làm xong rồi đó, được 5 cái đùi gà chay chiên nước mắm rất là thơm ngon hấp dẫn luôn. Trang trí một xíu
rau xanh xanh vô nhìn cho nó hấp dẫn nha quý vị. Rồi, Bình Phương chúc cả nhà mình ngon miệng nha. Cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Bình Phương trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Bình Phương Món Ngon Tại Nhà. Chuyên chia sẻ các món chay ngon là dễ làm ạ.